Chương 10. Cái chết của Nadab và Abihu. Hai con trai của A-rôn là Nadab và Abihu lấy nư hương của họ, bỏ vào lửa rồi bỏ thêm hương và dâng một thứ lửa lạ trước mặt Chúa, trái với mạng lệnh của Ngài. Lửa từ sự hiện diện của Chúa phát ra thiêu đốt họ và họ chết trước mặt Chúa. Môi-se nói với A-rôn, việc này cho thấy ý nghĩa của lời Chúa khi Ngài phán dạy rằng: Ta sẽ tỏ mình thánh khiết giữa vòng những người đến gần ta, ta sẽ được tôn vinh trước mặt mọi người. A-rôn nín lặng. Môi-se gọi Mi-sa-en và En-sa-phan, hai con trai của U-si-en, cháu của Azon, và bảo họ đến đem xác hai anh các cháu ra khỏi nơi thánh và đem ra ngoài doanh trại. Họ mang xác hai người còn mặc áo lễ ra ngoài doanh trại theo lệnh Môi-se. Sau đó Môi-se nói với A-rôn và hai con trai người là Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma rằng: Đừng xõa tóc, cũng đừng xé áo. Nếu không vâng lời, anh và hai cháu sẽ chết và Chúa sẽ nổi giận với toàn thể cộng đồng. Nhưng anh em các người, toàn dân Israel có thể khóc than cho những người đã bị Chúa dùng lửa thiêu đốt. Còn anh và hai cháu không được rời cửa trại. Ai không vâng lời sẽ chết, vì dầu thánh của Chúa đã sức dầu trên anh và hai cháu. Vậy họ làm theo lời Môi-se nói. Luật lệ cho các thầy tế lễ. Chúa phán với A-rôn: Ngươi và các con trai ngươi không được uống rượu nho hay rượu mạnh khác khi các ngươi vào trại hội kiến. Nếu không vâng lời, các ngươi sẽ chết. Vậy là một mạng lệnh vĩnh viễn cho các thế hệ mai sau. Các ngươi phải phân biệt giữa thánh và phàm, giữa ô uế và tinh sạch. Các ngươi phải dạy cho dân Israel tất cả các mạng lệnh Chúa đã truyền qua Môi-se. Môi-se nói với A-rôn và hai con trai còn lại là Ê-lê-a-sa và Itama: Lấy phần ngũ cốc còn lại sau khi đã dùng lửa dâng các tế lễ cho Chúa và ăn bên cạnh bàn thờ, nhưng không được pha men, vì là món ăn rất thánh, phải ăn trong một nơi thánh, vì đó là phần chia cho anh và con anh trong số tế lễ dùng lửa dâng cho Chúa. Đó là mạng lệnh Chúa đã truyền cho tôi, nhưng các anh, các con trai và con gái anh có thể ăn cái ngực đã được dâng đưa qua đưa lại và cái đùi đã dâng lên. Ăn các món này tại một nơi tinh sạch, vì là món chia cho anh và con cái anh. Trích trong tế lễ cầu an của dân Israel, cái đùi để dâng lên và cái ngực để dâng đưa qua đưa lại, cùng với các phần mỡ để thiêu bằng lửa, phải được đưa qua đưa lại trước mặt Chúa, làm tế lễ đưa qua đưa lại. Đây là phần chia thường lệ cho anh và con cái anh, theo mạng lệnh Chúa đã truyền dạy. Sau khi cố công tìm kiếm con dê dùng làm sinh tế chuộc tội và được biết dê đã cháy thiêu, Môi-se nổi giận Ê-lê-a-sa và Itama, hai con trai còn lại của A-rôn, và hỏi họ: Sao hai cháu không ăn sinh tế chuộc tội trong nơi thánh? Đó là vật rất thánh, được ban cho hai cháu để cất bỏ tội lỗi của nhân dân, để chuộc tội cho họ trước mặt Chúa. Này, huyết con sinh tế đã không được đem vào nơi thánh, hai cháu đáng lý phải ăn con dê trong nơi thánh, như điều ta đã căn dặn. A-rôn đáp lời Môi-se: Hôm nay chúng nó đã dâng tế lễ chuộc tội và tế lễ thiêu của chúng trước mặt Chúa, nhưng những việc này đã xảy đến cho tôi. Chúa sẽ vui lòng nếu tôi không ăn tế lễ chuộc tội hôm nay. Nghe vậy Môi-se đồng ý.